Chào các em, rất vui vì được gặp lại các em ở trong video tiếp theo của bài thứ 16 Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8 1939-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Trong video hôm trước thì cô và các bạn đã cùng nhau đi tìm hiểu phần thứ nhất, và video này thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 năm 1939 đến tháng 3 năm 1945. Trước khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ thì Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời chỉ thị cho cán bộ hoạt động công khai hợp pháp và nửa hợp pháp nhanh chóng rút vào hoạt động bí mật, chuyển trọng tâm công tác về nông thôn, xây dựng các cái vùng nông thôn, vùng sâu, xa, nơi chính quyền thực dân non yếu, sơ hở trở thành cái căn cứ rộng lớn, vững chắc của cách mạng, nhưng đồng thời thì vẫn duy trì những cái cơ sở ở thành thị và các cái vùng ven đô, kết hợp chặt chẽ giữa các cái phong trào ở thành thị và các cái phong trào ở nông thôn. Và trong cái tình hình của Việt Nam trong đầu năm 1939 thì Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã được triệu tập vào ngày 6 tháng 11 năm 1939 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Thì hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hóc Môn Gia Định thì đã phân tích những cái tính chất của chiến tranh thế giới thứ hai, vị trí của Đông Dương trong cuộc chiến tranh đó, chính sách của thực dân Pháp và thái độ chính trị trước mắt của các cái giai cấp xã hội. Từ sự phân tích đó thì hội nghị đã xác định được cái mục tiêu trước mắt. Hội nghị đã họp và đưa ra những cái nội dung. Hội nghị thì đã xác định nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Cách mạng phản đế và điền địa là hai cái mấu chốt của cách mạng tư sản dân quyền. Không giải quyết được cách mạng điền địa thì không giải quyết được cách mạng phản đế. Trái lại, không giải quyết được cách mạng phản đế thì không giải quyết được cách mạng điền địa. Cái nguyên tắc chính ấy không bao giờ thay đổi được, nhưng nó phải ứng dụng một cách khôn khéo thế nào để thực hiện nhiệm vụ chính cốt lõi của cách mạng, đó là đánh đổ đế quốc. Đó là sự chuyển hướng về chỉ đạo. Chính vì thế mà khẩu hiệu lúc này đó là Đảng chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất để đưa ra khẩu hiệu đó là tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và bọn địa chủ phản bội quyền lợi của dân tộc, chống nghĩa tô cao, chống cho vay nặng lãi. Và còn về chính quyền thì là Đảng chủ trương thành lập chính quyền dân chủ Cộng hòa, thay thế cho chủ trương thành lập chính quyền Xô Viết công nông binh như giai đoạn trước. Về mục tiêu đó là Đảng chủ trương chuyển từ đấu tranh đòi quyền lợi về dân sinh, dân chủ hàng ngày sang đòi lật đổ chính quyền đế quốc và tay sai. Với phương pháp đó là từ đấu tranh công khai, bán công khai, nửa hợp pháp sang đấu tranh bí mật, bất hợp pháp. Còn về mặt trận lúc này thì đã chủ trương thành lập mặt trận thống nhất phản đế Đông Dương, thay cho mặt trận dân chủ Đông Dương. Với những cái nội dung này, hội nghị đã có những cái ý nghĩa nhất định. Nghị quyết của hội nghị thì đã đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng về chỉ đạo chiến lược của Đảng ta, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, mọi nhiệm vụ khác thì phải phục vụ cho nhiệm vụ đó là giải phóng dân tộc. Nghị quyết của Đảng thì đã thể hiện cái sự nhạy bén và năng lực sáng tạo của Đảng ta. Và trong cái giai đoạn từ năm 1939 đến đầu năm 1945 thì có rất là nhiều những cái cuộc đấu tranh mở đầu cho thời kỳ mới. Tiêu biểu đó là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn vào ngày 27 tháng 9 năm 1940, hay là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vào ngày 23 tháng 11 năm 1940, hay là cuộc binh biến Đô Lương vào ngày 13 tháng 1 năm 1941. Tuy nhiên thì các cuộc khởi nghĩa đều thất bại. Về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn thì có thể nói ngắn gọn như sau. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn là mở đầu cho thời kỳ cách mạng nước ta, sử dụng cái hình thức đó là bạo lực cách mạng, đấu tranh vũ trang kết hợp cùng với đấu tranh chính trị, nổi dậy của quần chúng. Tiếng súng của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn thì đã thúc đẩy được cái tinh thần cách mạng của nhân dân cả nước, chứng tỏ được nhân dân ta đứng vào cái hàng ngũ các dân tộc chống bọn phát xít, chống chiến tranh, xâm lược. Còn cuộc khởi nghĩa ở Nam Kỳ thì đã chứng tỏ rằng truyền thống yêu nước của nhân dân Nam Kỳ sẵn sàng đứng lên để đấu tranh giành độc lập.
Cũng giống như các cuộc đấu tranh khác thì binh biến Đô Lương cũng bị thất bại nhưng cũng đã thúc đẩy được cái tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Và chỉ trong thời gian đó là 3 tháng thì 3 cuộc nổi dậy nối tiếp nổ ra ở 3 miền đất nước do nhiều tầng lớp nhân dân và binh lính tham gia thì đã nêu cao được cái tinh thần bất khuất của dân tộc. Các cuộc nổi dậy thì đều thất bại vì điều kiện chưa chín muồi. Kẻ địch thì còn rất là mạnh để có thể đàn áp và có đủ sức mạnh để có thể đàn áp nhanh chóng bao cuộc khởi nghĩa ở các cái địa phương. Lực lượng khởi nghĩa thì chưa được tổ chức và chuẩn bị đầy đủ. Tuy vậy, bao cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ hay là binh biến Đô Lương thì đã nêu cao được cái tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam, giáng những cái đòn phủ đầu vào bọn thực dân Pháp, đồng thời cảnh cáo bọn phát xít Nhật. Đó là những cái tiếng súng để báo hiệu cho một cái thời kỳ đấu tranh mới của cách mạng Việt Nam. Và thời kỳ khởi nghĩa vũ trang thì bắt đầu. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thì được hoàn thiện hơn về chỉ đạo chiến lược được đặt ra từ Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vào tháng 5 năm 1941 tại Bắc Bó, Cao Bằng do Nguyễn Ái Quốc đứng đầu. Khi mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai thì càng lan rộng và trở nên khốc liệt hơn trên thế giới. Trước cái tình hình đó thì Nguyễn Ái Quốc đã quyết định trở về nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Vào ngày 28 tháng 1 năm 1941 thì người đã về nước. Sau một thời gian dài chuẩn bị, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Bắc Bó, Cao Bằng từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941. Từ sự phân tích về nguồn gốc, đặc điểm, tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, thì hội nghị đã nhận định phe đồng minh chống phát xít nhất định sẽ thắng lợi. Do đó thì cuộc đế quốc chiến tranh lần này sẽ địa ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa, sẽ do đó mà cách mạng nhiều nước thành công. Về tình hình Đông Dương thì xuất phát từ phân tích các cái quyền lợi giai cấp bị tước đoạt, mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc với phát xít Nhật Pháp thì càng trở nên gay gắt. Hội nghị thì đã đi tới nhận định đó là giải phóng dân tộc là trước hết. Trên hết, giải phóng dân tộc không chỉ là nhiệm vụ của một giai cấp nào mà là nhiệm vụ chung của toàn dân tộc Việt Nam. Từ sự phân tích và nhận định trên thì hội nghị đã chỉ ra tính chất của cách mạng Đông Dương không phải là cuộc cách mạng tư sản dân quyền mà là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Với việc xác định lại tính chất của cuộc cách mạng Đông Dương là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, dẫn tới sự chuyển hướng về chỉ đạo chiến lược trong hàng loạt các cái vấn đề ở trong hội nghị. Như cô đã nói thì nhiệm vụ chiến lược của hội nghị đó là hội nghị đã khẳng định nhiệm vụ chủ yếu của ta lúc này đó là giải phóng dân tộc, cho nên đảng đã quyết định đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, mọi nhiệm vụ khác thì nhằm vào đó mà giải quyết. Còn về khẩu hiệu đấu tranh thì đã tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, đưa ra khẩu hiệu đó là giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng. Còn về chính quyền, sau khi cách mạng thành công thì sẽ thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Còn mặt trận thì đã thành lập Mặt trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, còn được gọi tắt đó là Mặt trận Việt Minh, thay cho Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương. Các cái hội phản đế thì đổi tên thành Hội Cứu Quốc, giúp đỡ các nước Lào và Campuchia, đồng thời thì cũng phải giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ của từng nước. Lúc này thì đảng ta đã giúp đỡ các nước Lào và Campuchia thành lập các cái mặt trận riêng cho mỗi quốc gia. Còn về khởi nghĩa vũ trang, hội nghị thì đã xác định hình thái của các cuộc khởi nghĩa là từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa, và đã nhấn mạnh rằng chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn đảng và toàn dân tộc. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 tháng 5 năm 1941 thì có ý nghĩa rất lớn đối với lịch sử của dân tộc, đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của đảng ta, đã được đề ra từ hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đó là gì? Đó là đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, mọi nhiệm vụ khác phải nhằm vào nhiệm vụ giải quyết vấn đề dân tộc.
Hội nghị thì đã đề ra nhiều cái chủ trương sáng tạo để thực hiện những cái mục tiêu để giành lại độc lập dân tộc, như xác định kẻ thù chủ yếu hay là việc giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ của từng nước. Nhìn chung thì có thể thấy rằng Hội nghị Trung ương lần thứ 8 là một hội nghị hoàn chỉnh, có sự chuyển hướng về chỉ đạo chiến lược của Đảng ta, là bởi vì nó đã bàn đến tất cả những cái vấn đề chủ yếu của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, bao gồm nhiệm vụ chiến lược, đó là đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Còn về khẩu hiệu đấu tranh thì tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Khi mà đã gác lại các cái khẩu hiệu về cách mạng ruộng đất, thay vào đó là khẩu hiệu về giảm tô, thuế, chia lại ruộng đất công, tiến tới việc thực hiện người cày có ruộng, hay là về mặt trận như thành lập mặt trận Việt Minh, thay cho mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. Và về chính quyền thì sau khi cách mạng thành công thì xây dựng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Về khởi nghĩa vũ trang thì là hội nghị đã chỉ rõ được rằng hình thái vận động của cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta, đó là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa chính quyền trong cả nước. Trong quá trình chuẩn bị lực lượng cách mạng thì phải phát huy được tính tích cực, chủ động, luôn sẵn sàng để thời cơ đến, với lực lượng sẵn có sẽ chớp thời cơ để giành chính quyền. Những cái tư tưởng và đường lối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 vào tháng 5 năm 41 thì có ý nghĩa quyết định tới cái chiều hướng phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta, dẫn tới thắng lợi cách mạng năm 1945. Như vậy thì cô và các bạn đã cùng nhau đi tìm hiểu về những cái nội dung của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản lần thứ 6 và lần thứ 8, để thấy rằng những cái sự chuyển biến về chỉ đạo chiến lược của Đảng ta, rằng những cái chỉ đạo đó hoàn toàn là sáng tạo và rất là đúng đắn. Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thì đã đưa ra những cái tư tưởng và đường lối rất là đúng đắn và kịp thời để tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền. Giành chính quyền như thế nào và khởi nghĩa giành chính quyền như thế nào thì cô và các bạn sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu ở trong video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.